Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Âu Mỹ cần nói không với ngoại giao chiến lang của Trung Quốc. Đại sứ Liên Hợp Châu Âu tại Trung Quốc vào hôm 10 tháng 12 năm 2020 đã tuyên bố Châu Âu và Hoa Kỳ cần sát cánh với nhau để đối phó với chính sách ngoại giao hung hăng của Trung Quốc và phối hợp với các nước khác trong khu vực trong hồ sơ của Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn về năng lượng ở Bắc Kinh, Đại sứ Nicolau đã nói rằng châu Âu hy vọng đạt được một sự đồng thuận với chính phủ mới của Hoa Kỳ về chính sách đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Đức tại Berlin vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Theo hãng thông tấn Reuters, đại diện Liên hiệp châu Âu nói cần phải nói không với ngoại giao chiến lang. Chính sách ngoại giao này ngày càng quyết đoán của Trung Quốc thông qua đe dọa, cưỡng bức. Đại sứ Champus cũng kêu gọi các nước Liên hiệp châu Âu phối hợp với Úc, New Zealand và các nước ASEAN để tìm một điểm chung trong tranh chấp ở Biển Đông. Ông nhấn mạnh, tự do hàng hải là cốt yếu, Biển Đông không phải chỉ là vấn đề của Trung Quốc mà là vấn đề quốc tế. Đại diện thường trực Mỹ tại NATO nói rằng Washington và các đồng minh tại liên minh quân sự này đã đến với cuộc chơi muộn, nhưng giờ đây đã thấy được rõ hơn là Trung Quốc là một mối nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta đã đến với cuộc chơi hơi muộn. Chúng ta bị chậm trễ trong việc đánh giá Trung Quốc là mối nguy hiểm. Bà Kay Bailey, đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Liên Hợp Ước Bắc Đại Tây Dương NATO đánh giá như vậy. Tuy nhiên, bà cho biết, giờ đây chúng ta có đôi mắt tinh tưởng hơn một chút. Phát biểu này được bà Kay Bailey, từng là thượng nghị sĩ Mỹ đến từ bang Texas, đưa ra tại một sự kiện trực tuyến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS tại Anh vào ngày 9 tháng 12. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đây là bình luận mới nhất từ một quan chức trong chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy sự hoài nghi ngày càng tăng của Mỹ về Trung Quốc và nỗ lực bền bỉ trong việc thuyết phục các đồng minh có cái nhìn tương tự Washington về Bắc Kinh. Bà Kay Bailey nói rằng thế giới đã cố trao cho Trung Quốc cơ hội để tham gia trật tự dựa trên luật lệ. Nhưng thực tế cho thấy không thể tin tưởng Bắc Kinh sẽ hành xử công bằng. Quan chức Mỹ dẫn lại vụ việc Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO còn lấy ví dụ về mạng 5G, xem đây là một lĩnh vực đáng lo khi nói về sự hiện diện của Trung Quốc ở châu Âu. Bà cho biết có 25 trong tổng số 30 thành viên của NATO đã cam kết tham gia sáng kiến mạng lưới sạch của Mỹ nhằm tránh công nghệ 5G của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố sáng kiến mạng lưới sạch. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Karina đến từ Trung tâm An ninh Mỹ mới nói rằng dù Mỹ và châu Âu bắt đầu có cái nhìn giống nhau về Trung Quốc, có thể vẫn có một số thành viên của NATO do dự đối đầu với Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh đã tìm cách gây ảnh hưởng lên một số thành viên của NATO như Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tuần này, Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra bình luận tương tự đại diện Mỹ tại NATO. Ông đánh giá sự trỗi dậy của Trung Quốc thật sự đang làm thay đổi môi trường an ninh mà chúng ta đối diện. Các luật sư đấu tranh ngoại giao của Trung Quốc bị ngăn chặn trong ngày quốc tế nhân quyền nhân dịp ngày quốc tế nhân quyền mùng 10 tháng 12. Phái đoàn đại diện Liên hiệp châu Âu tại Bắc Kinh đã mời khoảng 40 luật sư đấu tranh dân chủ đến gặp mặt, nhưng đa số đều bị ngăn chặn tại nhà. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan đã tường trình như sau. Luật sư Lý Hòa Bình trèo lên cổng chất vấn những người đang chặn lối vào nhà ông ta rằng: tại sao chặn chúng tôi từ bên ngoài? Các người là ai và muốn gì? Tương tự với luật sư nhân quyền nổi tiếng Vương Toàn Trung, phía sau cánh cửa nhà ông ta vẫn là những người mặc áo khoác màu sẫm cùng với một câu hỏi. Các ông là ai? Tại sao lại bấm chuông nhà tôi lúc 6 giờ sáng như vậy? Vợ ông, bà Li Wenxu thì hỏi, tại sao các ông lại sách nhiễu chúng tôi? Đó là những gì chúng thấy trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh ông luật sư Lý Hòa Bình, một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc, bị kết án 3 năm tù treo về tội lật đổ chính quyền vào hồi tháng 4 năm 2017. Gia đình của các luật sư được mệnh danh là 709, tượng trưng cho ngày 7 tháng 7 năm 2015, thời điểm khởi đầu cuộc đàn áp các cuộc nhà đấu tranh nhân quyền trên toàn quốc. Thực ra đã biết rõ câu trả lời. Từ 5 năm qua, tiếng nói của họ bị rơi vào im lặng, không thể nào đáp ứng được lời mời của các sứ quán các nước châu Âu. Bên ngoài tòa nhà đại sứ Liên hiệp châu Âu, một luật sư làm việc trong một văn phòng độc lập đã nói như sau.
Đã từ lâu, những người đấu tranh cho tự do tại nhiều nước đều quan tâm đến diễn tiến của tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc, cũng như các nhà hoạt động tại chỗ. Việc này cần phải tiếp tục, chúng tôi cần có sự hỗ trợ của các nước châu Âu. Bản thân tôi cũng biện hộ cho một luật sư khác và hy vọng lần này tạo được sự chú ý đối với trường hợp của đồng nghiệp này. Để lôi kéo sự quan tâm của các nhà đấu tranh bị bịt miệng tại Trung Quốc, các video được đăng trên Twitter nhưng ngay lập tức bị kiểm duyệt trên các mạng xã hội ở Hoa Lục. Và ngay lập tức, một lần nữa tại Biển Đông, Trung Quốc lại nhắc lại không thừa nhận phán quyết của tòa La Hay. Trung Quốc cũng khẳng định sẽ không chấp nhận và không thừa nhận phán quyết của tòa trọng tài La Hay vào năm 2016, bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết các diện tích Biển Đông của Bắc Kinh. Và đương nhiên, với bác bỏ này thì toàn bộ vùng biển của Việt Nam cũng sẽ nằm thuộc vùng quản lý của Trung Quốc. Hãng tin ABS vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, trong thư trả lời của báo chí, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Hoàng Khê Liên nhấn mạnh rằng tranh chấp giữa đôi bên phải được giải quyết thông qua đối thoại và cho đó là hướng đi tốt nhất, phù hợp với các lợi ích của các bên tranh chấp trong khu vực. Đại sứ Trung Quốc nhắc lại rằng lãnh đạo hai nước đã đạt được một đồng thuận quan trọng về cách xử lý đúng đắn vụ tranh chấp này, được cho là nền tảng cho cơ bản vực dậy quan hệ song phương. Đây là hình ảnh người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại Manila. Lập trường của Trung Quốc trong việc này là nhất quán và rõ ràng. Bắc Kinh không chấp nhận và sẽ không tham gia vào quá trình phân xử, cũng như là không chấp nhận hoặc không nhận điều gọi là phán quyết của La Hay. Theo đại diện ngoại giao của Trung Quốc, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila vẫn được duy trì trên đà phát triển lành mạnh và ổn định. Đó là nhờ vào những hoạt động trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Cuối cùng thì đại sứ Trung Quốc cũng nhắc nhở rằng để quan hệ Trung Quốc và Philippines được bền vững, đôi bên nhất thiết phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc và sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã được đưa ra về hồ sơ Biển Đông. Mỹ cũng đưa máy bay qua vùng nhận diện phòng không do Trung Quốc tự công nhận và điều này đã khiến Trung Quốc vô cùng tức tối. Trong hành trình bay từ Hàn Quốc qua eo biển Đài Loan, chiếc máy bay do thám Lockheed U-2A của Mỹ đã bay qua vùng nhận diện phòng không do Trung Quốc đơn phương công bố giữa lúc quan hệ hai bên căng thẳng sau các đòn trả đũa ngoại giao. Trung Quốc hôm qua đã đáp trả ngoại giao Mỹ, trừng phạt 14 quan chức Bắc Kinh bằng việc hủy quy chế miễn thị thực cho các nhà ngoại giao Mỹ thăm Hồng Kông và Macau. Hãng tin Sputnik và tờ Newsweek dẫn lời từ Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược ở Biển Đông cho biết máy bay của Mỹ đi qua vùng nhận diện phòng không do Trung Quốc đơn phương tuyên bố ở biển Hoa Đông. Chiếc máy bay sau đó quay đầu tại điểm cách tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc 51 hải lý và cách Đài Loan 70 hải lý. Trong khi đó, hãng tin UPI dẫn thông tin từ Tổ chức Theo dõi Hàng không tại Hàn Quốc cho biết chiếc Lockheed Martin xuất phát từ căn cứ không quân Osran của Hàn Quốc hướng về phía Đài Bắc vào sáng ngày 10 tháng 12 giờ địa phương. 5 tiếng sau đó, chiếc máy bay được xác định đã trở lại khu vực Hoàng Hải ở phía tây bán đảo Triều Tiên. Theo một tổ chức theo dõi quốc tế, đây là chuyến bay do thám áp sát eo biển Đài Loan nhất mà một chuyến bay của Mỹ từng thực hiện. Vào hồi tháng trước, tổ chức này cũng cho biết Mỹ tăng gần gấp đôi số chuyến bay do thám gần Trung Quốc kể từ năm 2009, trung bình 1.500 chuyến bay mỗi năm ở khu vực Biển Đông. Tổ chức này cũng nói Washington ngụy trang máy bay do thám thành máy bay dân sự. Đây là hình ảnh chiếc máy bay do thám Lockheed U-2A của Mỹ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng trên nhiều mặt. Mỹ vào ngày 7 tháng 12 cũng thông báo trừng phạt tài chính và cấm đi lại với 14 quan chức Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vì các hoạt động của họ liên quan đến đặc khu hành chính Hồng Kông, gồm vai trò trong vụ bãi nhiệm các nghị sĩ đối lập Hồng Kông vào tháng trước. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 10 tháng 12 tuyên bố cũng sẽ rút lại quy chế miễn thị thực đối với những người có hộ chiếu ngoại giao Mỹ đến Hồng Kông, Macau, đồng thời trừng phạt một số quan chức thành viên của các tổ chức ở Mỹ liên quan đến vấn đề Hồng Kông. Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng đã bị nghị sĩ của Mỹ nói rằng có lịch sử ngàn năm ăn cắp và báo chí Trung Quốc cũng lại đáp trả nặng nề. Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đẩy căng thẳng đi xa hơn khi bình luận vào bình minh của nền văn minh Trung Quốc, tổ tiên của người Mỹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bản chất của khỉ. Người Mỹ gốc Hoa đã biểu tình ở Washington.
Vào ngày 9 tháng 12, người Mỹ gốc Hoa đã tổ chức biểu tình tại thủ đô Washington và lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn hơn vào ngày 12 tháng 12 để phản đối những lời bình luận của Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Shah của bang Tennessee trong báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Trước đó, nữ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này viết trên trang tweet vào hôm 3 tháng 12 như sau. Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử lừa dối và ăn cắp. Một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Đây là hình ảnh bà Marsha Blackburn, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của bang Tennessee. Người biểu tình nói rằng việc chỉ trích các chính sách của Trung Quốc là một chuyện, nhưng việc chỉ trích không công bằng cả một nền văn minh như vậy là chuyện khác. Một người tên là Minh Ly nói như sau, tôi sốc với lời bình thuận của bà Blackburn về văn hóa Trung Quốc. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, bình luận của bà Marsha Blackburn được lan truyền rộng rãi và khiến người dùng mạng Trung Quốc giận dữ. Nhà báo Trần Vệ Hoa của tờ báo China Daily đã châm thêm dầu vào lửa khi phản hồi với bài đăng của nữ thượng nghị sĩ Marsha Blackburn bằng bình luận tục tĩu. Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, đẩy căng thẳng đi xa hơn khi bình luận trên trang tweet như sau. Khi người Trung Quốc hình thành nền văn minh, tổ tiên của người Mỹ vẫn chưa thoát khỏi bản chất của khỉ. Văn phòng của bà Blackburn vẫn chưa bình luận. Tuy nhiên, đầu tuần này, bà Blackburn cáo buộc ông Trần Vệ Hoa xúc phạm phụ nữ và là một người làm tuyên truyền cho Trung Quốc. Bà Blackburn là một người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump. Vào hồi tháng 5, bà bảo trợ một dự luật từ chối cấp visa, tức là thị thực, cho các sinh viên Trung Quốc nghiên cứu những ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trước đây, các chính trị gia Trung Quốc cũng từng nhắc đến nền văn minh 5.000 năm lịch sử của họ khi bình luận về mối quan hệ đang ngày càng xấu đi của Mỹ và Trung Quốc. Xâm lược và bành trướng chưa bao giờ nằm trong gen của người Trung Quốc trong suốt 5.000 năm lịch sử. Trung Quốc không thể và sẽ không là một nước Mỹ khác. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một diễn đàn về chính sách Mỹ-Trung như vậy vào hồi tháng 7 vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay 14 tháng 12 năm 2020 với bản tin Âu Mỹ cần nói không với ngoại giao chiến lang Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.